Dựng tiếng lách cách này là từ gần 10 năm nay đã quay trở lại và làm nên đặc trưng riêng cho các làng nghề gỗ mỹ nghệ tại huyện An Dương, tỉnh Bình Định. Để từ những khúc gỗ xù xì thô cứng trở thành những vật trang trí như thế này, anh Đoàn Xuân Huy phải làm suốt 3 ngày. Mình muốn làm cái nghề này thì phải có cái tính cần cù, chịu khó thì mình mới làm được. Chứ còn không thôi là khó làm được gì. Vốn nổi danh với những sản phẩm gỗ mỹ nghệ mang tính ứng dụng cao, với những tên tuổi của Nhân Hậu, Nhạn Tháp, Nhân Mỹ, Tân Kiều. Nhưng có một thời gian dài, các sản phẩm tiện gỗ mỹ nghệ chỉ âm thầm được duy trì trong các gia đình. Cho đến khi những người quyết tâm khôi phục lại danh tiếng gỗ mỹ nghệ Bình Định gặp nhau vào năm 2000. Anh em là đã trăn trở bao nhiêu năm rồi. Bắt đầu là năm 2000 anh em mới là suy nghĩ hợp tác lại, kết hợp lại để làm sao mở rộng thị trường. Và đó là một những cái mà khôi phục lại cái nghề truyền thống của ông cha. Sau gần 20 năm, các làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống tại An Dương đã có hơn 100 cơ sở tiền gỗ tiếp đối nghề truyền thống. Và không chỉ dừng ở đó, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, những người thợ gỗ An Dương đã tìm đến các làng nghề cẩn xà cừ, làng nghề chạm gỗ lớn ở miền Bắc để học nghề. Từ đây, gỗ mỹ nghệ An Dương có thêm các sản phẩm gia công, chạm, khảm xà cừ tinh xảo. Từ thủ công hoàn toàn, giờ gỗ mỹ nghệ An Dương đã có thêm sự hỗ trợ của máy móc, nhưng cái hồn truyền thống vẫn gìn giữ và phát huy. Nét đặc trưng của nó là vẫn giữ chứ không thể nào xáo trộn được. Nói chung là mình vẫn phải tìm tòi học hỏi những cái tính năng kỹ năng và những cái áp dụng những cái máy móc tiên tiến hơn để đưa về để mình làm cho cái số lượng hàng ra nhiều hơn và giảm bớt đi cái sức lao động. Cái thị trường của các cái hộ kinh doanh cơ sở là tập trung chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Lãnh đạo tỉnh và công thương và xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư sẽ tham dự một cái hội chợ đồ gỗ tại Bắc Carolina để tiếp tục quảng bá cho cái sản phẩm Bình Định vươn ra thế giới. Đây chính là cơ hội cho làng nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống của Bình Định cất cánh bên cạnh những sản phẩm gỗ sản xuất trên các dây chuyền công nghiệp hiện đại. Vì vậy, mục tiêu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu gỗ Bình Định đạt 475 triệu đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 nhóm hàng này đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10% một năm, nằm trong tầm tay của địa phương.